Kính thưa quý vị, những ngày gần đây, trên nhiều cung đường tại thành phố Hồ Chí Minh phủ một lớp hoa li ti vàng vàng. Người dân, công nhân vệ sinh dường như có những ngày vất vả hơn. Thế nhưng hình ảnh này cũng tạo nét đặc trưng cho thành phố, xoa dịu phần nào cái nóng của buổi trưa hè và cảm giác ngột ngạt trước những dòng xe cộ. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh thú vị này nhé. Rụng rất là nhiều luôn, mà cái công việc quét dọn thì coi như là không có thể nào mà giao phó được cho cái mấy anh làm vệ sinh, tại vì người ta có quét, người ta quét xong đi một người ta đi khoảng chừng nửa tiếng sau là trở lại nó vẫn ngập, tại vì nó rụng quá nhiều. Đó chính là hoa của cây sao đen có tên khoa học là Hopea odorata. Sao đen ra hoa vào tháng 2, tháng 3 hàng năm. Qua theo dõi thì chúng tôi nhận thấy rằng riêng đối với cái năm nay thì cái hoa của nó có nhiều hơn mọi năm. Và chúng tôi đã tiếp tục theo dõi cái quá trình kết trái của cây này để có cái chế độ chăm sóc, cái tác động kỹ thuật sao cho phù hợp để giảm tối thiểu cái mức độ rủi ro. Loại cây này có thân hình trụ thẳng, cao 30 đến 40 mét, đường kính 60 đến 80 cm. Nhờ thân to, thẳng đứng, tán khá rộng đã tạo nên nét đặc trưng của nhiều tuyến đường cây cao bóng cả ở thành phố Hồ Chí Minh. Những hàng sao đen cổ thụ, thân cao vun vút, tạo tán mát rượi dưới cái nắng gay gắt, mang lại chút cảm giác xanh tươi, cảm giác mát mẻ, giá trị cảnh quan và sinh thái giữa lòng thành phố, luôn đông đúc xe cộ, ngột ngạt khói bụi. Hiện tại, hoa sao đen đang vào mùa nở rộp trời ở nhiều cung đường của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, tạo nên nét riêng cho thành phố. Rồi trong vài tháng tới đây, nhiều cung đường sẽ ngập trái sao. Khi trái sao rơi, xoay tựa chong chóng, trông thật lạ mắt, vui tai, mang lại cảm giác thú vị cho người đi đường. Nhưng đó cũng là điều cần lưu ý, bởi vài tháng tới đây, khi vào cao điểm của mùa mưa bão, cũng là lúc trái sao triểu cành, khiến cây dễ tét nhánh, gãy đổ, gây bất an cho những người đi đường.